If you want to enrich your vocabularies or widen your knowledge about the culture, the world, and the history of human being, and this is the very good book for you. This book is called Little History of Religion. In Vietnamese, it is Lược sử tôn giáo. Và đây là cuốn sách rất hay. Tôi đã đọc sách rất nhiều, nhưng cuốn sách này tôi đọc 3-4 lần rồi. Mà đọc hoài không chán luôn. Cách hành văn rất hay. Mình đọc mình biết về lịch sử của các nước từ châu Âu, nước Ba Tư, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam. Rất là nhiều các bạn, hay vô cùng luôn. Mà đặc biệt các bạn đọc bằng tiếng Anh là tuyệt vời. Đây, luyện reading và học từ vựng. Đọc cuốn sách này giúp tôi nhiều lần là các bạn sẽ biết thêm rất nhiều. Các bạn ra ngoài, các bạn nói chuyện với những người trên thế giới, các bạn biết về lịch sử châu Âu, châu Mỹ cũng từ trong này luôn. Ok, thank you. Tôi sẽ tặng các bạn cuốn sách này free inbox.